Đức Nghĩa xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta bị chi phối rất là nhiều bởi cảm xúc. Từ những cảm xúc tích cực như là vui vẻ, hạnh phúc cho đến những cảm xúc tiêu cực như là giận hờn, oán trách. Riêng cảm xúc là lo lắng thì nó sẽ được xếp vào dạng trung tính. Bởi vì khi mà chúng ta kiểm soát được lo lắng thì nó sẽ mang lại nhiều điều tích cực. Ví dụ như là người lo lắng thì họ sẽ chú tâm vào công việc của họ hơn, đảm bảo được sự an toàn cho họ và những người xung quanh. Tuy nhiên, khi mà lo lắng vượt quá sự kiểm soát thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe tinh thần cũng như là gián tiếp hệ lụy ảnh hưởng tới những cái công việc khác. Vậy thì có thể thấy lo lắng là điều không thể tách rời trong cuộc sống. Vậy thì điểm mấu chốt đặt ra là làm sao để mà chế ngự được cái sự lo lắng đó, làm sao để mà giữ được sự lo lắng trong cái tầm kiểm soát của bản thân. Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Minh Châu. Dạ, xin chào quý khán giả. Thì cái lo âu với cái sợ nó là một cái đề mục rất là bình thường trong cuộc sống của mình. Thật ra mà nói á, thì mỗi ngày mình thức dậy mình sẽ lo lắng, đơn giản nhất là sáng nay mình ăn gì, rồi con mình nó dậy được không, nó đi học được không. Rồi trong cái thời Covid này á, thì mình sẽ ráng nó coi nó có nóng hay không, có khả năng nó có bị bệnh hay không này nọ ha. Rất là những cái chủ đề lo âu nó rất là phổ biến, từ những cái chuyện nhỏ nhỏ cho tới cái chuyện lớn ha. Và thực ra mà nói lo âu cũng tốt ha, thực tế ra lo âu cũng tốt, chính vì lo âu mà chúng ta cẩn thận hơn, chúng ta chuẩn bị tốt đẹp hơn cho những cái việc sắp tới của chúng ta. Con nít á, thì ví dụ như con nít nó không biết lo, do đó nó đi ra tới ngã tư đường, đi ra ngoài đường cái nó nhắm mắt nó chạy cái ào một cái. Trong khi đó mình thì mình sợ xe đụng nè, mình sợ cái này cái kia, do đó mình ngó trước ngó sau rồi mình đi qua đường một cách rất là an toàn. Và cái nguy cơ mà bị tai nạn do bởi mình không lo lắng, mình không sợ đó, nó tăng lên rất nhiều ha. Rồi tuy nhiên lo lắng nó cũng phiền hà lắm ha. Nếu mà chúng ta quá lo, chúng ta bị xe đụng, đi ra đường chúng ta bị xe đụng, chúng ta bị giật đồ, chúng ta bị cái này cái kia, hoặc là thậm chí là chúng ta bị ép vô làm gì đó chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái phản ứng quá khích là tôi không ra đường nữa, tôi sợ lắm tôi không ra đường nữa. Thì lúc đó lo âu nó trở thành vấn đề của mình ha. Và lúc đó chúng ta cần phải can thiệp để chúng ta có thể sống một cái cuộc sống an ổn hơn, chất lượng hơn. Cái tỷ lệ lo âu này nó không có ít đâu. Thường thường á, là vào khoảng trước năm 2000 thì ở bên thế giới họ đã thống kê nó khoảng tới 15% những người có triệu chứng lo âu. Và bây giờ thì nó càng tăng hơn nữa, nhất là trong cái đại dịch Covid này. Thì những người nói là những người nào mà nó có tiền sử về lo âu trầm cảm thì trong cái đại dịch Covid này nó tăng gấp 3 lo âu và tăng gấp 4 lần về trầm cảm. Và đó là cái vấn đề chúng ta cần phải xem xét và chúng ta điều chỉnh để chúng ta có thể sống được một cách tốt đẹp hơn. Mình đang hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, do đó chúng ta quan tâm tới cái vấn đề này. Thì cái nguyên nhân của lo âu thì cái đầu tiên hết thì là do những cái căng thẳng trong đời sống, về mặt xã hội, về mặt nghề nghiệp, gia đình hay hoặc là những cái mối quan hệ. Bên cạnh đó, do những cái sự căng thẳng này nó ảnh hưởng lên trên hệ thần kinh trung ương của chúng ta, có những cái hóa chất dẫn truyền nó bị xáo động và nó ảnh hưởng, nó kích thích xuống ha. Và một cái thần kinh mà mình có thể rằng là mình thấy rằng nó kích thích là hệ thần kinh dây thần kinh 10, dây thần kinh thực vật. Mà lâu lâu các bạn đi ai đó đi khám bệnh về lo âu, các bạn sẽ thấy mình có cái chẩn đoán rối loạn thần kinh thực vật ha. Và trong cái hệ này, trong cái hệ thần kinh thực vật này, mình sẽ thấy nó trải rộng rất là nhiều triệu chứng ha. Do đó rằng khi mà chúng ta được chẩn đoán rối loạn lo âu thì những cái các bác các anh chị đi khám bệnh, mình sẽ thấy ngạc nhiên thấy rằng đó là ủa sao tôi chỉ bị đau bụng thôi, sao tôi chỉ bị hồi hộp, tôi nghĩ là tôi bị đau bao tử, tôi nghĩ là tôi bị bệnh tim. Nhưng mà cuối cùng hết thì bác sĩ bên tiêu hóa, bác sĩ bên tim mạch gửi tôi đi qua bên bệnh tâm thần. Cái phản ứng đầu tiên, không, tôi không có bị khùng, tôi không có bị tâm thần, tôi chỉ bị bệnh tim, tôi chỉ bị hồi hộp thôi. Dạ thì cái đầu tiên hết, bác sĩ về chuyên khoa tâm thần cũng sẽ xác định rằng bác không có bị khùng, bác không có bị tâm thần. Nhưng mà
những cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng về rối loạn cảm xúc, và cái rối loạn cảm xúc này nó ảnh hưởng lên cái cảm xúc, hành vi, cái suy nghĩ của mình. Và có mà bởi vì do cái kích thích cái hệ thần kinh ở trong người mình á, thì nó sẽ có những cái biểu hiện ra bên ngoài bằng những cái triệu chứng cơ thể. Thì với cái triệu chứng này á, thì mình sẽ thấy nè, đầu tiên hết về mặt cảm xúc, mình sẽ thấy cảm thấy căng thẳng, khó chịu. Mình sẽ thấy lúc nào hình như tôi cũng đang có trong cái cảm giác nguy cơ ha. Rồi mình sẽ cảm thấy lúc nào mình cũng căng hết, cái đầu mình lúc nào cũng căng. Mà đôi khi chúng ta không có cảm giác là chúng ta căng thẳng, mà mình sẽ đến mình nói với bác sĩ là tôi bị đau đầu ha, tôi bị đau đầu. Rồi thì sau đó rồi thì một số bác thì sẽ cảm thấy là tôi bị đau bao tử, tôi ăn không ngon, tôi có cái cục gì ở trong họng tôi nè, tôi nuốt không được, hoặc là thậm chí tôi thở không được. Thì những cái vấn đề này nó làm có một cái hậu quả. Những cái vấn đề này về lâu về dài, nếu chúng ta không nhận biết đây là triệu chứng của lo âu, chúng ta cứ đi khám bệnh. Nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta bị tim thì chúng ta đi khám tim, rồi chúng ta bị đau bao tử chúng ta đi khám bên khoa tiêu hóa chẳng hạn. Uống thuốc thì đương nhiên nó sẽ đỡ một phần, nhưng mà sau đó rồi cứ dằn dai không khỏi ha. Rồi về lâu về dài cơ thể mình mà hay lắm, họ sẽ tìm, nó có tìm cái cách, hoặc là chúng ta sẽ tự tìm cái cách để đối phó với cái lo âu căng thẳng của chúng ta. Một số những cái người đối phó bằng cách đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác và những cái chuyên khoa mà mình nghĩ là mình bị ha. Một số người thì lại có một số những cái hành vi khác nữa, hơi không được lành mạnh lắm để đối phó với lại căng thẳng, lo lắng. Ví dụ như hút một điếu thuốc, nói tôi căng thẳng quá, tôi hút một điếu thuốc thì tôi hết căng ha. Nhưng mà mình biết rồi ha, nicotine trong khói thuốc lá nó rất là nguy hại về lâu về dài. Thứ nhất là mình nghiện thuốc lá, thứ hai hệ hô hấp của mình có vấn đề ha. Do đó rằng đó là đó không phải là một cái biện pháp tốt đâu. Một số người thì uống ly, nhấp miếng rượu, nhấp lon bia, tôi giải tỏa căng thẳng thì cũng vậy ha. Giai đoạn đầu có thể rằng mình giảm được căng thẳng đó ha, nhưng giai đoạn sau cái còn ở trong cái cơ thể mình nó sẽ tích tụ lại, nó ảnh hưởng gan, nó ảnh hưởng não. Do đó rằng thậm chí có một số những cái bạn xài thuốc nghiện ha, xài những cái thuốc gây nghiện chẳng hạn, được dụ rằng làm một điếu đi rồi làm một đô đi thì nó sẽ thư thái lắm, vui vẻ lắm ha. Nhưng mình cũng biết rồi ha, dân trí bây giờ mình rất là cao rồi, mình sẽ biết rằng tất cả những cái thứ đó nó vô cùng hại ha. Do đó rằng chúng ta rất là, đó là những cái hành vi không được thích hợp lắm để chúng ta đối phó với cái lo âu này ha. Và sau đó nỗi khi mà nó nặng hơn nữa rồi thì cái hậu quả là gì? Chúng ta không có đi làm được, chúng ta sẽ ở trong nhà, chúng ta sẽ có những cái hành vi nó phiền hà hơn, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của chúng ta, sẽ không gọi là chúng ta không thể nào tiếp tục cuộc sống một cách chất lượng được. Và đó là cái lúc mà chúng ta cần phải đi điều trị, chúng ta cần phải đi điều chỉnh. Và cái khoa mà mình cần tới là chuyên khoa tâm thần ha. Thì cũng nhắc lại lần nữa nha, thật sự ra mà nói đối với cái lo âu thì các bạn không có bị khùng. Do đó các bạn đừng nghĩ rằng người ta đem mình tới chuyên khoa tâm thần là tại vì bị khùng, không phải. Đơn giản là vì chúng tôi được giao nhiệm vụ để điều trị cái phần này ha. Bởi vì bây giờ là y khoa nó càng lúc nó càng phát triển rộng, nó trở nên chuyên sâu rất nhiều. Bác sĩ nếu mà không có chuyên sâu thì không có điều trị tốt được. Do đó là chúng tôi được chuyên để mà chúng ta tốt hơn thôi. Rồi, khi mà các bạn vô gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì các bạn hình dung ha, đây là một cái tiến trình mình điều trị, mình đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần do là các bạn cảm thấy là mình lo lắng, mình đến thẳng chuyên khoa tâm thần nếu các bạn có kiến thức, hoặc là các bạn sẽ được đến để mà các bạn do các chuyên khoa khác gửi tới cho chúng tôi xem xét. Thì chúng tôi sẽ một lần nữa, chúng tôi sẽ coi lại hết tất cả những cái vấn đề của bạn, sàng lọc lại thêm một lần nữa, xác định coi đúng thật là các bạn có phải bị cái vấn đề rối loạn lo âu hay không nha. Và chúng ta sẽ tìm hiểu coi là cái mức độ nặng của cái lo âu này như thế nào nha.
Rồi, lo âu thì nó có nhiều dạng ha, nó có rất là nhiều những cái thể ở trong đó. Rối loạn lo âu lan tỏa nè, lo âu có ám ảnh sợ nè, rồi một số những cái dạng nặng hơn, ví dụ như PTSD mà ở những cái phần sau khi mà chúng tôi nói tới cái lo âu mà do trong cái thời Covid này, do những cái hậu quả của trong cái thời Covid này thì nó có xuất hiện phổ biến hơn một cái mảng nó gọi là PTSD, các bạn sẽ thấy nhiều hơn. Cái mức độ trầm trọng này nó ảnh hưởng như thế nào tới cái cuộc sống của các bạn ha. Lo mà mình lo âu, mình hồi hộp, mình khó chịu nhưng mà mình vẫn đi làm được, hay là bây giờ là tôi không dám ra đường luôn, trong đầu tôi lúc nào cũng lo, nghĩ hết cái này đến cái kia, hoặc đó là tôi gọi là lo nhiều chủ đề á ha, hoặc là mình chỉ sợ có đúng một chỗ ra thôi, tôi sợ ra đường là tôi bị xe đụng ha, hoặc là tôi sợ rằng có ai đó muốn làm gì tôi, hoặc là hễ tôi ra đường là tôi dính Covid chẳng hạn ha. Thì đây là chục lo âu ám ảnh sợ, và cái ám ảnh đó là cái suy nghĩ nó cứ lẩn quẩn trong đầu mình biết là nó sai, mình chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cái tình huống đó rồi nhưng mình vẫn sợ ha, thì nó gọi là lo âu ám ảnh sợ ha. Rồi và thậm chí là đôi khi nó lên hẳn một cái cơn sợ luôn, nó có là rối loạn hoảng loạn nha. Rồi thì khi mà được xác định thì ở trong chuyên khoa tâm thần chẩn đoán bệnh bằng tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5. Hiện tại bây giờ là tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5 được phổ biến vào năm 2013 trên thế giới. Hiện tại cũng có những cái điều chỉnh nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì với cái mã chẩn đoán này. Và ở trong Việt Nam mình có thêm một cái tiêu chuẩn chẩn đoán nữa là ICD-10 do Bộ Y tế công nhận. Rồi về cái phần điều trị á, thì nó có nhiều cái tùy theo cái mức độ trầm trọng, tùy theo cái tính chất của cái triệu chứng bệnh thì chúng ta sẽ xác định coi là chúng ta cần phải điều trị cái gì. Tự chung lại á, là đôi khi á, là mình lo âu thì ngoại trừ triệu chứng về cảm xúc thì chúng ta sẽ có một số những cái triệu chứng nữa về mặt cơ thể ha, ví dụ như mất ngủ nè, ngủ không sâu nè ha, là dễ bị giật mình, ngủ không ngon dễ bị giật mình, hoặc là trong ngày cũng dễ bị giật mình nữa. Rồi mình cảm thấy đau đầu, căng thẳng, bụng không ổn này nọ, thì tùy theo những cái mức độ nặng và những cái triệu chứng như thế nào thì các bác sĩ sẽ bàn luận với lại các bệnh nhân để mà đưa ra một cái phương các mời là một cái chiến lược điều trị hiệu quả nhất cho mình. Và cái phương pháp điều trị nó có nhiều loại lắm ha. Thì đầu tiên hết là chúng ta sẽ nhận diện cái vấn đề đó và chúng ta hiểu được rằng là đây là tại vì mình lo lắng chứ không phải tại vì mình bệnh thiệt. Không phải tôi bị đau bao tử thiệt mà là tại tôi lo lắng nên nói như vậy đó ha. Rồi sau đó rồi thì tùy theo cũng phải tùy theo cái ưa thích của bệnh nhân nữa. Bác sĩ sẽ bàn luận tùy theo cái ưa thích của bệnh nhân nữa. Có một số bệnh nhân rất là có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình mới nói rằng là tôi không muốn xài thuốc tại vì thuốc có tác dụng phụ ha. Rất là cảm ơn các bác đó có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình rất nhiều. Tuy nhiên là ở chúng tôi là chuyên khoa, do đó là chúng tôi hiểu rất là rõ về thuốc nó như thế nào, cái tác dụng tốt nó như thế nào, cái tác dụng hại nó như thế nào. Và chúng ta cân đo giữa cái tác dụng tốt và cái tác dụng xấu đó để chúng ta sử dụng thuốc. Và bởi vì chúng ta hiểu được là thuốc nào nó cũng có tác dụng phụ hết, do đó chúng ta sẽ nhớ rằng là chúng ta nên tuân thủ điều trị, chúng ta sử dụng thuốc đúng, đủ liều, đủ thời gian nha. Và chúng ta nên đi tái khám thường xuyên để được điều chỉnh. Rồi, cái đó là thuốc ha. Và thuốc nó được chẩn đoán, thuốc nó được kê đơn cho mình là dựa trên cái triệu chứng bệnh nè, rồi dựa trên là các bác có đang bị bệnh nền gì hay không, đang sử dụng thuốc gì hay không. Và chúng ta có sẽ phải làm thống kê tất cả các loại thuốc, kể cả những cái thực phẩm chức năng ha, kể cả thuốc bổ, kể cả thực phẩm chức năng. Bởi vì thuốc nào, kể cả thuốc bổ, nó đều có tác dụng phụ hết. Và do đó là chúng tôi sẽ phải tính tới cái tương tác thuốc nha. Một số những cái loại thuốc sẽ được khuyên là không nên sử dụng, nhưng mà
một số những cái thực phẩm khác trong cái mức độ cho phép thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo sử dụng như thế nào đó cho an toàn cho bệnh nhân. Kế tiếp là những cái trị liệu không dùng thuốc ha. Một số những cái bác nói là bây giờ tôi hiểu rồi, bây giờ là tôi biết rằng là tôi không có bị bệnh thực thể mà tôi lo lắng, do đó mình sẽ tự mình điều chỉnh như thế nào ha. Thì mình sẽ tự mình, đầu tiên mình sẽ tự mình tìm hiểu được, cái đầu tiên hết mình sẽ tìm hiểu là cái mức độ chịu đựng của mình ở trong cái cơ thể mình, hoặc là ở trong cái phản ứng tự vệ của mình đó, nó có một cái vấn đề nó gọi là cái mức độ chịu đựng của mình. Nó có một cái baseline, nó một cái con đường này, ở một cái mức này thì gọi là cái mức độ cân bằng về căng thẳng. Nếu mà chúng ta cái mức độ căng thẳng của chúng ta nó vọt lên qua khỏi cái ngưỡng này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ biểu hiện triệu chứng, hơn nữa chúng ta sẽ có thể bị rối loạn hoảng loạn, những cái cơn sợ nó bật lên. Do đó rằng khi mà chúng ta bắt đầu điều chỉnh, chúng ta phải nhận biết cái mức độ căng thẳng của chúng ta ở đâu ha, và những cái vấn đề căng thẳng thường nhật trong cuộc sống á. Ví dụ như đây là những cái mức độ căng thẳng thường nhật trong cuộc sống thì nó ở dưới này nè ha. Rồi cái baseline, cái mức độ chịu đựng của chúng ta ở trên này, thì khi mà chúng ta có những cái căng thẳng, có những cái stress thì nó sẽ bò lên ha, mức độ căng thẳng nó tăng dần. Nhưng mà nếu chúng ta biết điều chỉnh, chúng ta cân bằng, chúng ta thư giãn thì cái mức độ đó nó nằm ở dưới cái mức độ xuất hiện triệu chứng, thì coi như chúng ta an toàn ha. Nhưng mà nếu mà bản thân mình là một cái người hay lo, người ta gọi là tính hay lo, và thì như vậy thì cái mức độ bình thường của mình ở đây trên này rồi, mình chỉ có một khúc chỗ này thôi. Do đó hễ mà bất cứ một cái vấn đề gì đó nó lập tức nó bật lên khỏi cái mức độ chịu đựng của chúng ta và chúng ta xuất hiện triệu chứng. Do đó khi mà chúng ta muốn xử trí, chúng ta muốn tự điều chỉnh không cần dùng thuốc, thì cái đầu tiên hết chúng ta phải nhận biết cái mức độ căng thẳng mình ở đâu ha. Và đôi khi mình không có tự nhận biết được cái sức chịu đựng của chúng ta, cái ngưỡng này nó nằm ở đâu, thì đôi khi chúng ta sẽ phải nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa tâm thần nè, bác sĩ tâm lý hoặc chuyên viên tâm lý trị liệu. Mình sẽ tự động mình sẽ nhận biết cái vấn đề này, rồi chúng ta sẽ học một số những cái cách để chúng ta tự động chúng ta phân bố cái mức độ căng thẳng ở dưới này ha. Thì nếu mà chúng ta làm được chuyện này thì cái nguy cơ xảy ra một cái rối loạn lo âu nó ít hơn, không thể nói là không, hoàn toàn không được, nhưng mà nó sẽ xảy ra ít hơn nhiều ha. Và một số những cái kỹ thuật đó là gì? Thứ nhất là thư giãn ha. Khi mà chúng ta căng thẳng quá, chúng ta khó chịu quá, một cái kỹ thuật đơn giản nhất là gì? Hít thở sâu chậm vô, thở ra chậm chậm ha, và chúng ta giữ cái đầu ở chúng ta quân bình một chút ha, chúng ta ráng cố gắng chúng ta tập trung vào những cái gì đó mà chúng ta vui vẻ, chúng ta thư giãn ha. Ví dụ như con cái làm chúng ta vui, chúng ta nghĩ về người đó, về mấy đứa con mình, vợ chồng làm cho mình vui thì mình sẽ nghĩ về người đó ha. Mình sẽ tránh né những cái đối tượng hoặc là những cái gì đó làm cho mình bực bội, khó chịu ha. Ví dụ như sáng nay mình mới vừa la con xong, bây giờ mình không thể nào mình nghĩ về nó đâu, mình nghĩ về nó chắc chắn mình sẽ bực hơn ha, nhưng mình nghĩ cái khác đi ha, chẳng hạn. Thì khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn ha. Áp dụng cái kỹ thuật này chừng 3 phút, 5 phút mình sẽ thấy là cái mức độ căng thẳng của chúng ta hạ xuống. Rồi, một số những cái vấn đề khác nữa là gì? Chúng ta có thể là thay vì chúng ta không có hít thở sâu, một số những người không có làm được chuyện đó, một số những cái người mà thuộc phái hành động á, là tôi phải làm một cái gì đó mới được, thì mình khuyên hít thở sâu thì nó không có hiệu quả. Do đó thì chúng ta sẽ thử làm một cái gì khác, ví dụ như đứng lên, đi ra ngoài kia đi một vòng, tự pha cho mình một ly nước, hay làm một cái gì đó khác với những cái vấn đề hồi nãy ha. Và mình lo lắng thì mình giống như là mình tạo cái sự sao lãng cho mình đó, khoảng chừng 5-15 phút thì tự động những cái mức độ căng thẳng này nó xuống. Thì đây là những cái một số những cái đơn cử thôi ha, chứ còn ở trên mạng của mình có rất là nhiều những cái biện pháp. Các bạn chỉ cần vô Google
những biện pháp thư giãn, những cái biện pháp làm giảm stress thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Trên mạng họ sẽ đề ra rất là nhiều những cái biện pháp đó. Tuy nhiên á, là bác sĩ chuyên khoa tâm thần sẽ khuyến khích các bạn thử tự lựa chọn một phương pháp phù hợp cho mình nhất. Đừng cố gắng thấy người ta làm mình làm theo. Ví dụ như có một số bạn nói là mỗi lần mà tôi bị như vậy là tôi sẽ tôi tập yoga ha. Nhưng mà đặc biệt một số bạn có những cái vấn đề về cơ xương khớp, cột sống của mình, đừng cố gắng tập yoga nếu mà chúng ta không có tư vấn với chuyên viên tập yoga và bác sĩ cơ xương khớp của mình. Đôi khi tập yoga mà không suy nghĩ như vậy sẽ gây ra cái hại nhiều hơn là cái lợi. Một số bạn nói là tôi lo lắng tôi thiền. Đôi khi thiền không được đâu á ha. Vậy đó các bạn sẽ phải tư vấn nhà hệ mà các bạn muốn làm cái gì thì các bạn phải xem xét thứ nhất có thích hợp với mình hay không, và cái trên hết là gì, có an toàn với mình hay không ha. Bác sĩ chuyên khoa tâm thần vẫn khuyến khích các bạn tự thử, bởi vì hiện tại bây giờ dân trí của mình rất là cao ha, và cái nhu cầu muốn sống một cuộc sống chất lượng và an toàn vẫn là một cái mục tiêu hướng tới. Ngay cả ở ngay chuyên khoa tâm thần của tụi tôi cũng vẫn đang làm việc không ngừng đi tìm tòi những cái phương pháp điều trị để cho bệnh nhân có một cái cuộc sống chất lượng, và hơn hết nữa có một cái quá trình điều trị an toàn. Một khi mà chúng ta đã được kê đơn điều trị thì điều đó có nghĩa rằng bác sĩ đã cẩn thận xem xét và thấy rằng đây là một cái toa thuốc thích hợp và an toàn cho mình, nên sử dụng theo liều lượng, theo hướng dẫn và theo cái thời gian ha. Bởi vì nếu mà chúng ta điều trị đúng theo cái hướng dẫn thì đến một khoảng thời gian nào đó chắc chắn rằng nó sẽ có, bác sĩ sẽ giải thích cho các bạn các tiến trình điều trị như thế nào, biện pháp hỗ trợ như thế nào, để hướng tới một cái mục tiêu là gì, sau này chúng ta sẽ không uống thuốc mà chúng ta sẽ vẫn sống tốt đẹp, sống tiếp ha. Rồi, và trong cái quá trình điều trị đó, bác sĩ sẽ bàn luận với bệnh nhân, lật lại những cái vấn đề, đưa ra một số những cái biện pháp hỗ trợ để trong tương lai chúng ta bằng những cái kinh nghiệm điều trị của cái đợt này, chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm đối phó với căng thẳng, stress, những cái sự cố trong cuộc sống trong tương lai để chúng ta không có bị cái vấn đề này xảy ra thêm một lần nữa. Những cái stress vừa hoặc là nhỏ thì chúng ta sẽ lướt qua, bằng cái kinh nghiệm chúng ta đối phó chúng ta sẽ lướt qua nhanh chóng. Đương nhiên là những cái stress lớn quá thì chúng ta sẽ phải cần cái sự hỗ trợ của bác sĩ tâm thần. Nhưng mà mình biết rồi đó, bằng cái kinh nghiệm lần này chúng ta sẽ biết được rằng là mình không bị khùng, mình bị rối loạn lo âu, mình bị lo âu ám ảnh, và mình biết cái nơi có thể giúp mình một cách hiệu quả ha. Rồi, ở trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương tôi thì bộ môn tụi tôi đóng ở đây ha. Và do đó chúng tôi có cả hai chuyên khoa tâm lý và tâm thần, để các bạn bên cạnh cái chuyện, cái tiến trình mà sàng lọc bệnh cho mình thì có đa khoa luôn, thì mình sẽ được giới thiệu đi khám sàng lọc để xác định đúng là mình bị cái chuyên khoa nào, thì mình sẽ được điều trị đúng chuyên khoa đó mà không có đi lòng vòng một cách vô ích. Một số những cái câu hỏi là thường là được gửi tới bệnh viện Nguyễn Tri Phương ha, thì đầu tiên hết là rối loạn lo âu lan tỏa có nguy hiểm không? Ở giai đoạn đầu, ở mức độ nhẹ, ở mức độ trung bình thì nó gây mình khó chịu chứ nó không nguy hiểm. Nhưng nếu mà chúng ta cứ để nó, chúng ta chịu đựng nó ở một lúc nào đó thì chúng ta thực sự là nguy hiểm, thì nó cũng không có dạng nguy hiểm lắm, nhưng mà nó gây rất là nhiều cái sự phiền toái, sợ hãi. Và cái đỉnh điểm của nó là cái rối loạn hoảng loạn mà tôi hay gọi nôm na là những cái cơn sợ. Và trong cái cơn sợ đó, mình sẽ có cái cảm giác rất rất là kinh khủng, đó là tôi gần như là tôi cảm thấy là tôi chết đến nơi. Thì đó
là những cái vấn đề, những cái nguy cơ mà chúng ta cần phải tránh. Bởi vì một khi cái cơn sợ này nó đã xuất hiện mà chúng ta không can thiệp đúng cách, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuộc sống của chúng ta, và thậm chí là chúng ta cắt đứt luôn, chúng ta không muốn đi làm, chúng ta chỉ ở nhà, hoặc là chúng ta chăm chăm vô bệnh viện là một cái thân chủ thường xuyên của khoa cấp cứu luôn, nhưng mà tới nơi rồi xong đi về ha. Rồi do đó rằng nói nguy hiểm thì ở một mức độ nào đó có ha, và chúng ta nên được xử trí, nên được chẩn đoán và điều trị thích hợp ha. Rồi kế tiếp là gì? Một cái câu hỏi nữa là làm sao để thoát ra khỏi cảm xúc, cảm giác lo âu thường xuyên như vậy ha. Thì đây là một cái cảm giác lo lắng mà thường nhật, để cho nó nằm ở trong cái rối loạn lo âu lan tỏa. Làm sao để thoát khỏi thì đó, nãy giờ mình đã nói rồi đó, tức là chúng ta sẽ phải nhận diện vấn đề nó có đúng là rối loạn hay không, rối loạn lo âu lan tỏa hay không. Và một khi đúng rồi thì chúng ta nên điều trị, chúng ta nên điều chỉnh ha, và nên đi đến khám bác sĩ chuyên khoa để mà được xác định vấn đề thực sự là chúng ta bị cái gì, và chúng ta sẽ được hướng dẫn điều trị một cách thích hợp nhất nha. Rồi tìm đến bác sĩ khi nào? Thường thường khi mà mình hỏi cái câu này á, tức là mình cũng đã hiểu được á, là tôi bị lo lắng rồi đó, đúng không? Tôi cũng đang tìm cái cách để chúng tôi điều chỉnh đó, và cái câu hỏi của mình là khi nào? Như vậy thì khi nào? Khi mà bắt đầu các bạn thấy lo lắng nó bắt đầu ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình rồi đó. Tôi lo quá, tôi không làm gì được. Tôi lo quá, tôi suy nghĩ không được. Đó là lúc các bạn cần phải đi tìm bác sĩ để được hướng dẫn điều trị thích hợp nha. Rồi. Thuốc uống có gây tác dụng phụ gì không? Again ha, thuốc uống có gây tác dụng phụ gì không thì thiệt ra thì thuốc gì cũng vậy ha, thuốc gì nó cũng là con dao hai lưỡi hết á. Có tác dụng tốt và tác dụng không tốt ha. Tùy theo mỗi cái cơ địa mỗi người, cái mức độ hấp thụ thuốc khác nhau, mức độ nhạy cảm với thuốc khác nhau, sử dụng thuốc khác nhau, rồi mình có bệnh khác nhau nữa, do đó là cái biểu hiện về cái tác dụng tốt và cái tác dụng xấu cũng rất là tùy người. Do đó rằng là mình nên đến gặp bác sĩ để bác sĩ xem xét tất cả những cái vấn đề đó, để bác sĩ đưa ra cho mình một cái loại thuốc hoặc là một cái đơn thuốc điều trị phù hợp và an toàn nhất cho mình nha các bạn ha. Thì cái câu trả lời của mình là có đó ha, và chúng ta do đó mà như vậy thì chúng ta mới cần đến bác sĩ. Dạ rồi ha. Nếu mà đây là một số những cái quan tâm thường thấy ha, mà các bạn hay gửi về website của bên bệnh viện Nguyễn Tri Phương hỏi về rối loạn lo âu lan tỏa và cái ám ảnh này ha. Nếu mà các bạn có những cái câu hỏi gì hơn nữa thì các bạn đừng có ngại ha, cứ gửi về và tụi tôi sẽ thấy và tụi tôi sẽ trả lời trong cái thời gian ngắn nhất với các bạn. Dạ rồi, cảm ơn các bạn.